Chào mừng các bạn đến với kênh Team Mobile, kênh chia sẻ ứng dụng trò chơi thủ thuật hay dành cho điện thoại. Hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhớ nhấn vào cái chuông sát bên để nhận cái thông báo mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các anh em đã quay trở lại với channel của mình. Nếu mà các anh em đang sử dụng điện thoại có bộ nhớ thấp hoặc là không đủ dung lượng để lưu trữ, hoặc là sử dụng nhiều điện thoại khác nhau và các anh em muốn dùng chung một bộ nhớ lưu trữ để đồng bộ dữ liệu từ cái điện thoại này sang điện thoại khác mà không cần phải sao chép hoặc là chuyển file qua từng thiết bị rất là mất thời gian. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các anh em cái cách để chúng ta tạo ra một cái tài khoản trên ứng dụng Dropbox. Ưu điểm của ứng dụng này là upload video, hình ảnh, nhạc và ứng dụng với tốc độ cao và miễn phí và rất là ổn định luôn. Các anh em có thể đăng ký nhận miễn phí 2000GB lưu trữ trên ứng dụng này. Tốc độ upload file trên ứng dụng Dropbox rất là nhanh và cực kỳ là ổn định nha. Và mình nghĩ là các anh em nên đăng ký cho mình một tài khoản Dropbox để mà chúng ta lưu trữ dữ liệu trên đây cũng rất là hay. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các anh em cách để chúng ta đăng ký tài khoản trên Dropbox. Ok. Đầu tiên các anh em hãy nhấn vào cái link mà mình chia sẻ sẽ đến với cái trang đăng ký tài khoản. Tại đây các anh em hãy tiến hành nhập thông tin đăng ký vào trong đây. Rồi nhập xong rồi các anh em tích vào tôi đồng ý, I agree. Và nhấn tiếp vào nút Set for Free. Dropbox đang có chương trình nhận 2000GB miễn phí. Thì để nhận được 2000GB miễn phí này thì trước tiên các anh em nhớ là tạo cho mình cái tài khoản trước đã. Các anh em chọn xuống cái dòng là All Continue with 2GB Dropbox này. Các anh em nhấn vào cái dòng cuối cùng. Tại đây, bước này các anh em tiến hành tải cái ứng dụng Dropbox về và cài trong máy. Nhấn vào Google Play để tải. Còn anh em nào mà sử dụng điện thoại iPhone thì nó sẽ có cái phần hiển thị là App Store nha. Ở đây nhấn vào Google Play. Trang web sẽ đưa các anh em đến với lại ứng dụng Dropbox. Tại đây các anh em tải cái ứng dụng này về để cài đặt. Ở đây mình đã cài rồi, do đó mình sẽ mở lên luôn. Rồi các anh em nhấn vào cái chữ Send bên dưới. Đây cái chữ này này. Xem này, cái chữ nhỏ bên dưới này để tiến hành đăng nhập nha. Rồi tại màn hình này các anh em nhập địa chỉ email mà các anh em đã đăng ký khi nãy với lại password vào trong đây. Sau đó các anh em nhấn vào cái nút Send để đăng nhập. Ok. Tiếp theo các anh em kéo xuống phần bên dưới và nhấn vào cho phép. Rồi tiếp theo nhấn vào Skip. Để sử dụng ứng dụng này upload file, các anh em nhấn vào dấu cộng bên đây. Và ở đây các anh em có thể upload hình ảnh hoặc là video này, hoặc là upload những file tập tin, những file ứng dụng APK, hoặc là tạo thư mục. Ngoài ra các anh em có thể thêm những cái ứng dụng hoặc những cái file tập tin từ trên máy tính vào trong ứng dụng Dropbox này và đồng bộ về điện thoại cũng được nữa, rất là tiện. Và tốc độ upload truyền tải dữ liệu rất là nhanh và cực kỳ là ổn định luôn. Khuyên là các anh em nên sử dụng ứng dụng này để mà chúng ta đồng bộ dữ liệu giữa điện thoại và máy tính, hoặc là giữa thiết bị điện thoại này và thiết bị điện thoại khác, rất là ngon nha. Hiện tại Dropbox đang miễn phí 2000GB lưu trữ, anh em nào quan tâm thì có thể nhấn vào trong cái dấu ba gạch này và nhấn vào Upgrade for More Space và nhấn vào cái nút xanh Try Free for 30 Days. Tại đây các anh em có thể tiến hành đăng ký dùng thử 2000GB lưu trữ miễn phí trên ứng dụng Dropbox này. Thì hiện tại mình cũng đang sử dụng ứng dụng này để lưu trữ một số những tập tin và những file quan trọng trong máy. Và anh em nào mà quan tâm ứng dụng này thì có thể tải về và trải nghiệm dùng thử. Mình nghĩ là nó sẽ rất hữu ích đối với những anh em nào mà có điện thoại có bộ nhớ thấp hoặc là sử dụng nhiều điện thoại mà chúng ta muốn đồng bộ dữ liệu qua lại. Và mình nghĩ là ứng dụng này là một trong những giải pháp rất là hữu ích để các anh em cân nhắc sử dụng nha. Rồi nếu mà các anh em cảm thấy chia sẻ này hay hữu ích thì đừng quên cho video này một like và nhấn subscribe đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình. Và nhớ để lại bình luận bên dưới về những dụng mà các anh em đang quan tâm. Mình sẽ tìm và sưu tầm cho các anh em những cái bản mod VIP tốt nhất và chia sẻ cho các anh em trong những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các anh em đã dành thời gian theo dõi video này. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những chia sẻ lần sau nhé. Goodbye.